Rồi hello chào các bạn, tiếp tục cập nhật cây chanh nhà mình các bạn. Cây chanh hôm rày nó ra trái nhiều lắm mà các bạn. Không biết từ xa các bạn có thấy không? Đây các bạn, có những cái trái như vậy, đây này, rất nhiều các bạn ơi. Hôm rày thì trái nhỏ không à, nhưng mà bây giờ thì nó lớn hơn chút à. Ngày nào cũng tưới cây hết. Sài Gòn thì lâu lâu cũng có một trận mưa các bạn, nhưng mà vẫn nóng các bạn. Thì trên cây đang có rất là nhiều trái như thế này, nó như thế này không? Đó, những cái trái như thế này không? Thì muốn cái trái nó to thì chắc phải bón thêm phân bò nữa các bạn ơi. Bây giờ cái mấy cái cây nhà mình là thêm phân bò vô nữa cho nó thêm dinh dưỡng cho cây. Thì cây khi đó nó phát triển hơn, trái nó cho trái to hơn các bạn. Còn cây nhà lá vườn thì nó chỉ là một phần dinh dưỡng rất là nhỏ thôi. Các bạn ha. Đây, các bạn thấy không? Đó, cây chanh á. Cây chanh này lâu rồi nha các bạn. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Các bạn thấy không? Bên kia nữa kìa. Nó mọc ra đằng cái mái tô đằng kia luôn các bạn. Đó, để quay hướng này cho các bạn xem. Đây nữa nè. Đây có hai trái. Này trồng trong chậu các bạn, cho nên cần phải phân bón phải nhiều hơn là trồng dưới đất. Thì cái đó trái nó mới to được. Rồi, chào các bạn nha. Chúc mình up lên cho các bạn xem.